Lolo, Mr. Bình xin gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Bữa nay mình quay cho anh em xem đoàn ghe của lưới rút Bình Định ở tại đảo Phú Quý nha anh em. Mình đang quay ghe của Mỹ Lượng anh em. Cái đoàn ghe của anh này thì gồm có 3 chiếc nha anh em, 3 chiếc lưới. Thì 5-6 năm trước mình coi xuống với cái vùng đảo Phú Quý á, thì mình gặp chiếc 79 nè, cái chiếc ghe mà mình đang quay nè. Thì chiếc này gọi là cái chiếc mà mình thấy là trong cái đoàn lưới rút mà đi về đảo á, thì thấy chiếc này là chiếc to dở sờ. Theo mình nhìn, mình theo dõi cái chiếc ghe này dở sờ ghê luôn. Nhưng mà bây giờ gặp lại là mình cũng quay cho anh em xem. Thứ nhất là cái video này mình cũng quay theo yêu cầu của một số bạn. Thì có gặp chiếc 79 này á, thì quay lại giùm các bạn. Thứ hai nữa thì mình cũng muốn quay ghe của anh này. Quá lâu rồi mình mới gặp lại ảnh. Ảnh cũng làm chung cái vùng khai thác với mình nha anh em. Một số tháng thì ảnh đi cái vùng cá chỉ. Cái đợt vừa rồi thì đoàn ghe của anh này đi ở dưới cái vùng mà biên giới anh em, cái vùng Vũng Tàu, mà cái vùng đâm ra khơi á, cái vùng giáp ranh biên giới Indo với Malaysia. Thì đoàn Bình Định thì một số ghe xuống dưới đợt trước làm hiệu quả lắm anh em, quýnh toàn là 6-70 tấn như là bứt lưới không à. Đợt sau lại thì mấy ảnh làm mỏng hơn cho nên rút lên lại cái vùng đảo Phú Quý và làm một thời gian cùng với cái đoàn lưới rút Phú Lạc. Sau đó thì có lẽ thì đoàn ghe của Bình Định thì sẽ rút về Quy Nhơn để làm nước, rồi sau đó tiếp tục xuống cái vùng Phú Quý để đi cá chỉ nha anh em. Tàu cá anh em đang xem là tàu cá của lưới rút Phú Yên Phú Lạc anh em ơi, lưới rút của đoàn Phú Yên anh em. Mẫu ghe miền trong, gọi chung là cái vùng Nam Trung Bộ anh em, dùng từ Phú Yên đổ vào cho tới Nha Trang, Cà Ná. Đa phần anh em sử dụng cái mẫu ghe này, gọi là cái mẫu ghe truyền thống của cái vùng Khánh Hòa, Phú Yên và Ninh Thuận. Thì sử dụng cái mẫu ghe này đặc trưng. Thì một số anh em thì thích mẫu tàu cá ở tỉnh này, một số anh em thì thích mẫu tàu cá ở tỉnh khác ha. Đây, mình quay lại ghe của Mỹ Lượng cho anh em xem. Ghe sử dụng máy siêu chụp tầm trung nha anh em ơi. Siêu chụp tầm trung cái loại mà của hãng Kaiosonic gì đó, loại 2.6, 2.7 anh em. Kaio KSS đó. Lưới dài 24 giây, dậu 14 lường nha anh em. Sử dụng động cơ máy chạy Cummins thủy K19G4 anh em. Loại K19G4 là loại 750 mã lực nha anh em. Anh em sử dụng máy thủy biển thì nói G4 hoặc là K19 là anh em sẽ biết tới cái dòng Cummins 750 mã lực. Thì ở giai đoạn khoảng tầm 5-6-7 năm về trước thì anh em tàu cá lưới rút ở Bình Định thì rất là chuộng cái dòng máy Cummins nha anh em. Thậm chí một số anh em ở Phú Yên cũng rất là chuộng. Nhưng mà tại thời điểm bây giờ thì anh em đeo phần xài thịnh về cái dòng máy Giang Ma KIHI KS GS. Ở đây cũng có ghe của anh em sang lực nè anh em. Chiếc này như chiếc nhỏ, một tầng lầu, chiếc 88 94988.
ghe của anh em sang lập ở Đồi Di Vĩnh Lợi. Chiếc này là một trong hai chiếc tàu cá của Bình Định mà bắt cái vàng đổ anh em, bắt vàng đổ gọi là đầu tiên ở Bình Định luôn. Mình thấy chiếc 37 đông như chiếc nhỏ của sang lập là bắt vàng đổ. Mấy chiếc này vàng đèn dở sợ. Ghe thì không có lớn nhưng mà trên ghe trang bị hai tầng bóng. Để đi trong điểm rồi anh em. Ghe ở đảo vô nấp gió nhiều, quay hoài mẫu tàu ghe lưới rút cho anh em xem chơi. Anh em nào thấy quý mến kênh thì chia sẻ video, một số video thì mình quay về chia sẻ cũng một vài cái vấn đề bình thường cho anh em xem. Mình làm kênh không có những cái video và gây sốc nha anh em, gây sốc gây chóng hay là gây giật tít đồ nè nha anh em ơi. Mình làm quay về cuộc sống dân biển và cũng như cuộc sống đời tư của mình, có thể là những video và khám phá du lịch. Một số video thì quay về máy móc tàu thuyền cho anh em vô tham khảo, trong đó có ghe to ghe nhỏ, có máy to máy nhỏ, đủ các ngành nghề nha anh em. Chứ mình cũng không hẳn là đi tìm ghe to, đi tìm máy lớn máy dữ để quay, bởi vì những cái đó thì anh em nào xài thì anh em cũng trải qua thôi. Có những anh em người nhỏ cần máy nhỏ mình cũng quay cho anh em xem. Mình thích nhất là quay ghe ở trên biển, còn ghe ở trong sông, trong bến, trong bãi là rất là nhiều, mình cũng rất là hạn chế quay. Lâu lâu cũng quay một vài video cho anh em xem chơi. Ghe trong bến, trong bãi thì ai cũng quay được hết, xách điện thoại lên là quay được thôi, cho nên mình cũng làm biếng quay những cái video mà trong bến, trong bãi. Chứ ghe ở cái đoàn lưới rút của mình giờ bến giờ bãi là nếu mà thiệt sự mình xách máy đi quay là quay không hết luôn nha anh em. Thích quay những cái ngày tháng lên long đông của anh em đi làm trên biển từ vùng này tới vùng kia, cho anh em ở nhà xem chơi hoặc anh em trên biển thì cũng có thể xem những cái video ủng hộ kênh của mình đó. Mình quay ghe đang vô cái vùng đảo Phú Quý anh em. Chuẩn bị neo nghỉ giặt lưới dài ngày, giặt lưới nghỉ dài ngày chờ qua động mà ra làm tiếp. Chắc có lẽ là làm đợt này im lại là mấy anh em làm khoảng tầm 5-7 ngày nữa thì đi lên nha anh em, bắt xuống anh em ơi. Bắt xuống thì anh em Phú Yên thì về nghỉ hẳn, còn anh em Bình Định thì về làm nước lại, rút dậu đi xuống cái vùng Côn Sơn, Vũng Tàu để làm cá chỉ vàng. Thấy trước ghe anh này thì có cái lu lô kẹo, gọi là cái kẹo tờ nhỏ đó anh em. Có kẹo đó mình làm dây rất là nhanh, rất là tiện. Nước đảo Phú Quý nè anh em, ở ngoài khơi khu vực neo đậu nhưng mà nước rất là trong, nhìn thấy rạn bên dưới luôn, rất đẹp.